Em xin chào hai anh. Chào em. Như thế nào mà hai người lại thân với nhau ạ? Để anh kể cho Như và tất cả quý vị khán giả nghe. Sự thật là Tuấn là nhỏ tuổi hơn anh Nhật. Anh Tuấn nhỏ còn trẻ lắm, anh 6 nhỏ, tuổi. Anh Tuấn nhỏ hơn Nhật 6 tuổi lần. Nên là anh Tuấn rất là oan ức. Anh Tuấn nhỏ xíu à. Nhưng mà tại vì nghe anh Long Nhật gọi anh Vương Bảo Tuấn là anh, nên tất cả bạn bè của anh Nhật là lớn hơn Tuấn hết á, gọi anh Tuấn bằng anh sải cổ luôn à. Chiếu lại cái khoảng thời gian mà khoảng 14 năm trước ha. 15 năm trước lần đầu tiên mà hai anh em biết nhau đó là năm 2004. Tuấn đang đi một cái đám tang một người bạn mất đó, ở trong quận 8 á. Thì có một cái anh MC đó thì mới gặp Long Nhật, mới nói là nếu như mà anh Long Nhật thần tượng Bảo Yến mà anh Long Nhật không gặp người này thì là rất là uổng. Anh là một người là ghiền chì danh ca Bảo Yến nhất rồi. Dạ. Không có ai mà mê chị Bảo Yến bằng anh. Ủa vậy cái này sao em thấy quen quen đối với những bạn mà gọi là fan của thần tượng đó. Họ vì yêu quý thần tượng và cuối cùng họ thân với nhau. Đúng rồi. Dạ. Bắt nguồn là từ cái anh MC đó nói với Long Nhật là em sẽ cho anh gặp một người còn mê Bảo Yến gấp 10 lần anh Long Nhật. Anh phải tìm cho bằng được cái anh người phải đó tìm là được, ai? Anh phải tìm cho ra được là anh Vương Bảo Tuấn. Mà đúng là khi hai anh em gặp nhau thì là hai anh em làm trắc nghiệm liền. Anh Nhật hỏi là bài đầu tiên mà chị hát là bài gì? Anh Tuấn nói luôn, nói chuyện với người trong tranh mặc nguyên bộ đồ jean mà trắng đen. Mà còn hát cái Long Nhật nghe, hỡi em yêu đêm đã dần khuya. Em còn hát trong tranh vẫn nở nụ cười, hai anh em hát luôn. Sau đó chúng tôi test tiếp là bây giờ điện ảnh anh mê ai? Tôi nói là Nguyễn Chánh Tính, Thẩm Thúy Hằng. Rồi rất là kể thêm một rút ra nữa. Rồi hỏi anh thích nhan sắc nào, nó nói là Diễm My, Lý Thu Thảo, Hà Kiều Anh. Rồi kia nó kịch nói anh thích ai, nó thích Kim Cương, Thành Lộc, vân vân. Anh em chúng tôi nếu nói về xem cái góc độ nghệ thuật á, chúng tôi giống nhau đến 95%. 95%. Cái tình cảm anh em chúng tôi thành tri kỷ với nhau được kết tinh từ giọng ca Bảo Yến. Một tràng pháo tay dành cho tình bạn của hai người. Cái tính nào của anh Long Nhật làm cho anh cảm thấy thích nhất? Cái sự nghiệp của Vương Bảo Tuấn là cũng có ảnh hưởng rất nhiều từ Long Nhật. Nhật có chỉnh chu, mà có những cái người nghệ sĩ rất cần trên sân khấu. Bạn thân nhưng mà cũng thần tượng, có một cái góc nào đó thần tượng Long Nhật nhiều thứ lắm chứ. Dạ. Sở dĩ có một Vương Bảo Tuấn ngày hôm nay là có bóng dáng của Long Nhật trong đó. Dạ, vậy thì trong những cái sản phẩm của anh Long Nhật thì vẫn có thấp thoáng bóng dáng của anh Tuấn ngược lại đúng không ạ? Điều đó là tại vì Tuấn thật sự là Tuấn mê kinh doanh hơn. Tuấn trở lại với con đường nghệ thuật là bắt đầu từ năm 2005 là gặp Long Nhật rồi, bắt đầu mới làm MC. Và năm 2013 quay trở lại với con đường ca hát đó. Có khi nào mà hai anh đón nhận những cái tin đồn hay là những cái điều mà thất thiệt làm bản thân mình buồn không? Ôi trời, tin đồn thì nhiều lắm. Nhiều dễ lắm sợ. Tất cả bạn bè của anh Tuấn là xoáy cá nhạc tình. Dạ. Anh Tuấn hàng nhạc tình hay lắm. Dòng anh Nhật thì là ngọt ngào, Huế. Còn dòng anh Tuấn thì nó cứ nông nông, khang khang. Hai anh em hàng sóng cá mà làm con trai với nhau bình thường thì nó không hay. Dạ. Mà cứ đứng gần anh Tuấn là anh Nhật phải giả gái. Thì bao nhiêu tin đồn thất thiệt xảy ra. Có một lần hai đứa làm cái tin nghèo có nhau đó. Mấy ngày đó là bà xã của Long Nhật là tìm Long Nhật không ra. Hai anh em tắt máy điện thoại, lo kịch bản, rồi lo thâu âm cùng với ekip. Để khi mà hiểu ra là do tất cả là lúc đó đang làm. Mà anh Tuấn thì cũng thương bé Ngân, bà xã anh như là một cô em dâu trong gia đình vậy. Yeah. Nên là ai nói gì thì nói. Thì câu chuyện nó kéo dài thì cũng gần 20 năm rồi. Bé Ngân á, là vợ của Long Nhật á, có những cái độc đáo rất như vậy. Ba vợ của Nhật á, phải nói là Nhật ơi, con thay đồ xuống ăn cơm với ba. Nhật vui á, thì Nhật nói dạ, nó giỡn hết ra, ổng vui. Còn bữa nào mệt á, nói dạ, con xuống liền. Cái Ngân đứng suối, không anh dạ kiểu kia đi, anh dạ kiểu kia cho vui. Dạ. Mà khoái vậy á, ngày nào anh Nhật không đùa, không đi tới đi lui. Anh Nhật già nhiều người, anh Nhật già Khả Như nữa đó. Chipu anh Nhật làm mà. Bỏ qua câu chuyện này đi.